Xin kính mời đoàn chủ tịch Lê Nhật Hoa. Dưới sự dìu dắt của các anh chị, các em đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường Đông Ngàn đã ngày một trưởng thành trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xứng đáng với năm điều Bác Hồ dạy. Tại đại hội này, đoàn chủ tịch xin giới thiệu đoàn đại biểu thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường đến chúc mừng đại hội. Đại hội chúng ta hãy dành những tình cảm, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các em, những người. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị thanh niên, hôm nay chúng em, những đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh rất vinh dự được thay mặt cho hơn 4.000 bạn đội viên thiếu niên nhi đồng phường Đông Ngạc đến chúc mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đông Ngạc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Lời đầu tiên, cho phép chúng em xin gửi tới các bác, các cô chú đại biểu, các anh chị thanh niên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa các anh chị thanh niên, chúng em hôm nay được thừa hưởng cuộc sống tươi vui, thanh bình, hạnh phúc. Đó là do công sức chăm bón, vun trồng của các thế hệ cha anh đi trước. Trong đó có các anh, các chị thanh niên, họ đã không tiếc xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến, đã có biết bao các anh chị thanh niên để lại tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường ác liệt. Máu của các anh, các chị đã tô thắm cho màu cờ Tổ quốc Việt Nam, để chúng em hôm nay được sống trong yên vui, hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, thầy cô, bạn bè của các anh, chị thanh niên. Tự hào về truyền thống của cha anh ta trước đây, chúng em càng hãnh diện với các thành tích của các anh chị thanh niên vùng Đông Ngạc đã đạt được hôm nay. Chúng em khâm phục những tấm gương thanh niên vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Chúng em ngưỡng mộ các anh, các chị từ đôi bàn tay và khối óc của mình đã trở thành những nhà kinh tế giỏi, những doanh nghiệp trẻ của phường nhà. Chính sức trẻ, lòng yêu đời, tinh thần nhiệt huyết trong công việc của các anh chị đã mang niềm tự hào về cho phường Đông Ngạc nói riêng và quận Bắc Từ Liêm nói chung. Thưa các anh, các chị thanh niên, hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đông Ngạc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, cho phép em thay mặt thế hệ thạch mang non phường Đông Ngạc xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc với những công lao, sự dìu dắt của các anh, các
anh chị về chúng em ngày hôm nay là đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được học tập, tu dưỡng, rèn luyện dưới mái trường. Chúng em luôn ý thức được rằng chúng em có được như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt, giúp đỡ của các anh, các chị. Chúng em xin hứa sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người đội viên tốt, thành con ngoan, trò giỏi, để không phụ lòng tin yêu của các vị đại biểu, của các anh chị thanh niên đã gửi gắm. Nhân dịp đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên vùng Đông Ngạc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày hôm nay, đoàn đại biểu thiếu nhi chúng em có bó hoa tươi thắm kết từ vườn hoa muôn sắc màu của phong trào thi đua, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xin kính tặng các anh, các chị. Sau đây, xin kính mời các anh chị trong đoàn chủ tịch đại hội lên nhận bó hoa tươi thắm của thiếu nhi chúng em. Cuối cùng, em xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Chúc đại hội thành công rực rỡ. Em xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục có sức mình xây dựng quê hương chúng ta ngày càng tốt đẹp văn minh. Xin trân trọng cảm ơn.